Xem Tết TV. Bây giờ là Tết đang ngồi đây để ghi âm lại, chia sẻ với mọi người về cái cuộc hành trình mà hôm nay mình sẽ đi là như thế nào. Tại vì trong cái video mà khi bây giờ Tết xem lại á, là cái gió biển nó làm cho video cực kỳ ồn, vì vậy là Tết không có để cái tiếng. Và Tép ngồi đây nói chuyện với mọi người bằng cách là ghi âm ha. Cái lý do mà Tép nói rất là nhiều trong những video trước đó là khi mà đi qua bên đây, đi quay ở Chinatown là mất cái cục gắn lên cái máy rồi, che lại cho gió bớt ồn. Nhưng mà bây giờ là đi mua cũng sẽ không có kịp nữa, thì vậy là thôi mọi người gắn xem những video mà nó có gió hơi ồn tí xíu, thông cảm dùm cho Tép ha. Hôm nay là mình sẽ đi tắm biển nè. Thật sự là khi đến với Hawaii mình không có tắm biển là rất là phí phạm ha. Những bãi biển ở Hawaii cực kỳ đẹp, nước trong và nước ấm nữa. Những cái bãi biển hôm nay á, khi mà đến đâu thì Tép sẽ để cái địa chỉ đến đó để cho dễ. Khi nào mọi người xem cái bãi biển đó đẹp thì sẽ biết địa chỉ, và khi đến Hawaii thì cũng có thể đi đến đây để tắm biển ha. Còn bây giờ là tiết mục khoe đồ ăn bắt đầu. Cái này là Tép mua ở Costco. Khi mà đi vô Costco đây sao mà Tép mê quá, cái gì cũng muốn mua hết. Bán khô mực, bán kim chi, bán bánh bao, nói chung là bán những cái món mà trời ơi, nhìn vô là muốn mua liền. Và Tép ở đây đến 3 tuần lận, vì vậy là Tép cũng đi vô trong Costco để mua nước nữa. Mỗi một chai nước vậy tiệm ABC bán tầm khoảng một đồng mấy á. Vì vậy là mình mua nước trong Costco thì nó sẽ rẻ hơn, nên là Tép mua nước rồi mua đồ ăn mang theo để khi mà mình đi ra biển, mình ngồi như thế này nè, lấy ra ăn cũng đỡ chán lắm, với lại là mình tắm biển xong á nó mình rất là mau đói. Và khi mà qua bên đây á thì nhớ đem theo những cái đôi giày như thế này, đôi giày đi ở dưới biển đá nó sẽ không có cắt chân mình á, tại vì có những cái bãi biển sẽ có những cái đá rất là bén, nên là mọi người nhớ mang theo những cái đôi giày như thế này ha.
Còn đây là một cái bãi biển khác nữa, nằm trong cái khách sạn này. Nếu như mà mình không có ở đây, mình vô đây tắm cũng được, không sao hết. Trước khi mình đi vô cái bãi biển này thì mình sẽ thấy những cái chỗ họ bán đồ á, mình vô mình mua một cái gì đó đi, rồi để mình có cái giấy mình mua đồ đó rồi mình đậu xe thôi. Tác thích cái bãi biển này hơn tại vì nó không có sóng nhiều nè. Còn cái bãi biển trước đó thì nó sóng hơi nhiều ha. Khi mà mọi người có con nhỏ hay này nọ thì nên đến cái bãi biển này tắm thì nó sẽ ok hơn cho mấy em nhỏ nè, không có kiểu như là sóng nó dập mạnh quá, tại vì nó có mấy cái cục đá này nó che lại rồi nè. Và sau khi tắm ở đây xong á, thì Tép cũng sẽ kết thúc video này luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này cùng với Tép. Nếu như thích video này á, thì nhớ cho Tép một cái like nè, rồi bấm nút đăng ký nữa để ủng hộ cho Tép TV nha. Và Tép hẹn gặp lại trong video lần sau ha.